Sao không về luôn đi, qua đây làm gì? Qua xem chị thế nào. Ôi, dọn đồ đi đâu đây? Chị về nhà. Về á? Ừ. Thì em chả bảo với chị là không được tạo điều kiện cho Tiểu Tam hưởng lợi còn gì nữa. Thế là chị về thôi. Nghe em còn gì. Sao tự nhiên lại giác ngộ sớm thế? Tha cho lão rồi à? Anh ấy bảo là anh sẽ dọn công ty ở. Nhà cửa để không cũng không được. Lão ở công ty, chẳng lẽ lão không tạt té về nhà được chắc? Lão ấy rủ gì dù gì, xuôi rồi chứ gì. Thôi, làm hòa đi cũng được. Mày muốn bỏ tao để đến với thằng khốn nạn này ấy gì? Bố mày chấp nhận đấy. Nhưng mà chồng cho bố mày 1 tỷ đi. Bố mày ok. Anh đừng nói dối loanh quanh nữa. Cái giá phải trả cho những người nói dối là niềm tin mãi mãi mất đi. Bố nghi ngờ chuyện của chị, kiểu gì bố cũng sẽ tìm hiểu. Chị không muốn giấu bố nữa đâu. Sau đợt giãn cách này, chị sẽ nói với bố đấy. Cái này thì lại phải từ từ này. Đây không phải là lần đầu tiên chị gặp những chuyện tương tự như thế này. Nói như thế nào, nói vào thời điểm nào phải tính kỹ. Đừng để bố sốc. Bố già rồi. Theo ý kiến của em ấy, nếu như chị muốn giải quyết dứt điểm chuyện này, chị vẫn phải đối mặt, không còn lựa chọn nào khác. Em về rồi đấy à? Chúng ta đã kết hôn với nhau. Cho đến khi nào còn là vợ chồng thì sẽ còn những ràng buộc mà đôi bên cần phải chấp nhận. Nếu em không thấy thoải mái để anh đến văn phòng à? Không cần đâu. Chị Uyên ạ? Vâng, em nhận được tin nhắn của chị rồi ạ. Sáng mai em sẽ đi chợ rồi nấu luôn ở nhà. Vâng, em chào chị. Đưa xem nào. Gì? Úi dồi ôi, thổ huyết à? Mày bị Covid rồi. Mày liên thiên. Thế cái gì ấy? Cái này là của... Anh hỏi thật mày nhá. Mày đã được hôn bao giờ chưa? Mất lọc thế. Tầm này giao lưu hơi thở là bị viêm phổi đấy. Nói chuyện với mày cũng bằng thừa. Này. Ông biết vụ ông Đầu với cả bà Dung Mão toan tính gom lợn lên xã bán chưa? Thật á? Thật. Mày lấy thông tin ở đâu ra đấy? Chính tai tôi nghe chứ đâu. Tầm này gom lợn lên xã bán là được giá lắm ấy. Bố cái ông Đầu tham thế.